kênh YouTube Bộ đội thời nay, xin chào mọi người. Sau đây mời các đồng chí và mọi người chúng ta cùng nghe những lời dạy, câu nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 5, dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Nhân dịp hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc diễn ra tại Việt Bắc ngày 27 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi nam nữ dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc trong thư người khen ngợi và đánh giá cao vai trò của lực lượng dân quân tự vệ du kích người biết dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc là một lực lượng vô địch là một bức tường sắt của tổ quốc vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh dân quân tự vệ và du kích là một lực lượng chiến lược trong chiến tranh nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ tổ quốc bảo vệ địa phương để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đảng nhà nước đã ban hành đồng bộ các nghị quyết chỉ thị đặc biệt là luật dân quân tự vệ để thống nhất trong công tác quản lý chỉ huy điều hành hiện nay lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm vững mạnh rộng khắp chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở khu vực biên giới biển đảo các địa bàn chiến lược trọng điểm về quốc phòng an ninh với số lượng hợp lý chất lượng tổng hợp ngày càng cao lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở tổ chức biên chế tinh gọn chặt chẽ trang bị vũ khí phù hợp được giáo dục chính trị huấn luyện quân sự toàn diện thiết thực khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh tham gia phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn xứng đáng là công cụ sắc bén và tin cậy bảo vệ đảng chính quyền và nhân dân ở cơ sở tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng ở cơ sở xứng đáng với lời khen ngợi của bác hồ kính yêu nội dung video đến đây là hết xin cảm ơn các đồng chí mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại các đồng chí mọi người nội dung ngày tiếp theo mọi người yêu quý các chú thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất nhé